Hello, xin chào các bạn. Chúc mừng năm mới nha. Ok, thì video hôm nay chắc là mình sẽ chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của mình khi mà lấy hai cái bé rùa này về. Thì cũng như các bạn thôi, khi mà mới lấy rùa về thì cái hiện tượng gọi là stress của bé rùa diễn ra hầu như là hai con nào cũng bị cả. Đó chính là hiện tượng là chúng không có ăn. Đó, chúng bỏ ăn và kiểu như là rất là nhát. Đó thì mình có một cái cách sau đây. Thì cái cách này cũng là nhờ những anh em trong group chia sẻ mà mình đã làm theo và đã thành công. Đầu tiên, bé common thì cũng là thuộc dạng năng động, nhưng khi mình lấy về thì nó cũng khá là thụ động và nhát. Đó, khi mà mình lấy về thì nó khá là nhỏ xíu như vậy. Bây giờ thì nó đã béo ú, size 7, size 8 gì rồi. Đó, thì cái cách của mình đó chính là khi mình mới lấy về thì chúng ta nên cho nước vào ngập ngang mai, sau đó thì cho một chút lá bàng vào kèm theo là muối hột đó, và để bé ở một nơi yên tĩnh không có thấy người qua lại đó, không thấy người qua lại, và sau đó vài ngày thì có thể là bé sẽ trứng ngang lại và trở lại bình thường. Còn cái vấn đề mà khi mà mới lấy về nhiều bé rùa không chịu ăn thì chúng ta có thể để nơi yên tĩnh, các bạn có thể mua cá mồi và thả vào đó tầm 10 con. Đó, như bé Ali này nè. Bé bé common này thì không thành vấn đề rồi, mình thả cá mồi vào là bé đớp ngay. Còn bé Ali ra to khi mà mới lấy về thì khá là thụ động. Nó cứ nằm một chỗ đút không ăn. Đó, thả đồ ăn hạt vô cũng không ăn luôn. Và mình đã thả tầm 10 con cá mồi vào, sau đó để ở một nơi yên tĩnh, không có nhòm ngó nó, không để cho nó thấy mọi người luôn. Và sau 2 ngày mình quay lại mình kiểm tra thì hoàn toàn là 10 con cá mồi. Lúc đó là con Ali nó chỉ là size 2, size 3 gì thôi. Mình mua những cái con cá chăm nhỏ xíu vậy nè. Đó, mua những con cá chăm nhỏ xíu, thả vào 10 con và sau 2 ngày thì hoàn toàn là biến mất hết cá. Đó, thì cái cách này cũng là một trong những cách mà giúp bé giảm stress. Cũng là nhờ những anh em trong group chia sẻ mình đã làm theo và đã thành công. Rồi, chúc các bạn thành công trong cái việc khi mà mới lấy rùa về làm thế nào để cho nó ăn nha các bạn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại.